Vâng, Trung tâm Điện tử Tổng Hòa xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh em yêu nhạc trên mọi miền Tổ quốc với một video tiếp theo ngày mùng 6 tháng 7 năm 2019 với một video buổi chiều. Vâng, Trung tâm test tiếp một cặp loa B3 hàng bãi xịn HF102. Vâng, Trung tâm test cho anh Nguyễn Tiến Thành, anh ở số nhà 71 quán rẽ Mỹ Đức, An Lão, thành phố Hải Phòng. Vâng, anh đã đặt trung tâm một cặp loa B3HF102. Vâng, đây là cặp loa của anh Thành, đã được trung tâm chuẩn bị test kỹ để sớm mai gửi nhà xe cho anh. Đây. Vâng, cặp loa còn rất đẹp nha các anh em nhé, HF102. Đây là những thông số kỹ thuật của cặp loa B3HF102. Vâng, từ 415Hz đến 18kHz với công suất là 300W mỗi quả. Loa trở kháng 8 ohm với trọng lượng cân nặng là 21,5 kg. Vâng, đây là cặp loa còn rất là đẹp, sơn còn zin nguyên bản, trung tâm chỉ lau chùi thôi. Vâng, cam kết với các anh em, với anh Thanh, trung tâm không tỉa qua một chút sơn nào với cặp loa B3HF102 của anh Thành. Vâng, và anh Thành rất tin tưởng bên trung tâm với vâng, cách đây một tháng trước anh đã mua của trung tâm với một cặp loa EV 112. Vâng, vào ngày 19 tháng 5 năm 2019 anh đã đặt của trung tâm với một cặp loa EV. Và hôm nay là ngày mùng 6 và chắc là cũng tròn khoảng một tháng, hôm nay anh lại đặt tiếp trung tâm với một cặp loa B3HF102 hàng bãi xịn, với dòng HF102 được sở hữu hai bát 25 kép như các anh em nhé, và hai chung hai tép như trên màn hình các anh em, và cặp loa còn xịn. Và trên 9 triệu đồng, các anh em sở hữu cặp loa B3HF102 xin hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0918 249 265 và 0974 637 646. Trung tâm giao hàng toàn quốc. Và cặp loa còn rất đẹp, nguyên hòm sắc cạnh, và sơn còn zin nguyên bản. Với dòng loa HF102 của trung tâm khi đã gửi đến tay anh em thì rất là đẹp. Và sau đây chúng ta test kỹ để đóng gói vào sớm mai khi nhà xe qua cửa trung tâm sẽ gửi cho anh Thanh. Xe nằm nào xuôi về miền Tây.